Chào anh chị, chúng ta đang có mặt tại Vinhome Ocean Park 3, chạy trên trục đường phố biển số 12. Và đây là một phân khu thuộc Vinhome Ocean Park 3, phân khu phố biển với những căn nhà với kiến trúc hiện đại, chủ yếu là kính. Đó, cái không gian kính rất là nhiều. Và cái không gian của phân khu này thì nó cũng tối giản, dễ để thiết kế, nhà vuông vức. Chủ tư họ đã hoàn thiện một số sản phẩm mẫu để chị có thể tham khảo. Và Vinhome Ocean Park 3 thì chủ tư đang mở bán các cái sản phẩm có pháp lý sở hữu lâu dài để anh chị có thể đầu tư sở hữu tích sản tại các cái phân khu khác nhau như phố biển, Vịnh Thiên Đường, Thời Đại. Và anh chị quan tâm về những sản phẩm này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đối với những cái căn mà anh chị có nhu cầu để kinh doanh, chúng ta sẽ lựa chọn các cái trục đường chính như trục đường phố biển không số chúng ta đang đi đây. Thì đối diện ở bên kia đường sẽ là phân khu Vịnh Biển Thiên Đường, bao gồm hồ cảnh quan và hồ bơi Olympic cũng như là công viên nước, đón hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Còn cái trục đường chúng ta đi là trục đường phố biển không số. Hiện tại thì công trường vẫn đang thi công, Vinhome Ocean Park 3 vẫn đang thi công anh chị ạ. Với cái tiến độ của Vin thì cực kỳ là nhanh rồi. Trong này thì chúng ta có phân khu, như anh chị nhìn thấy đây, nó giống kiến trúc của phân khu phố biển, thì gọi là phân khu Ánh Dương. Và em Vinh cũng làm một số clip review rất là chi tiết về phân khu Ánh Dương rồi. Anh chị có thể gõ để tham khảo. Với những cái căn biệt thự tứ lập, diện tích đất 120m², mặt tiền 8m và sâu 14m. Ngoài ra thì còn có các cái sản phẩm liền kề. Ở đây là phân khu Ánh Dương. Ánh Dương thì chuẩn bị được mở bán thôi, chứ chưa mở bán. Ở tiếp giáp với khu vực Vịnh Biển Thiên Đường là phân khu Ánh Dương. Cái trục đường chúng ta đang chạy sẽ chạy quanh khu vực Vịnh Biển Thiên Đường, khu vực công viên nước. Và những cái căn mà đối diện với khu vực công viên nước thì tất nhiên cái tiềm năng kinh doanh nó sẽ rõ ràng hơn những cái căn ở phía trong. Những căn phía trong thì anh chị mua để ở thôi thì sẽ hợp lý hơn. Rất nhiều bạn sale trực bán hàng tại tất cả các cái gọi là cung đường ngõ ngách của dự án, rất là chăm. Bên cạnh đó thì đội an ninh bảo vệ của Vin thì anh chị cũng biết rồi, rất là tinh nhuệ, chỉ cần ở đâu có biến là sẽ có mặt luôn. Và anh chị ở trong Vinhome thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về sự an toàn, vì cái đội an ninh rất là hùng hậu, từ bảo vệ địa bàn cũng như là bảo vệ cơ động, họ rất là nhanh. Đây là trục đường đại lộ 4 mùa kết nối ra trục đường đại lộ Hừng Đông. Dự án Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 tổng số lượng căn lên đến khoảng hơn 20.000 sản phẩm. Tức là sẽ có khoảng đâu đó hơn 20.000 chủ sở hữu tại các cái những căn nhà tại đây. Và anh chị có lựa chọn những khu đô thị này để ở không? Vì theo góc nhìn cá nhân của em Vinh thì hiện tại, với cái thời điểm hiện tại xung quanh của thủ đô Hà Nội, chúng ta không có nhiều lựa chọn với các cái khu đô thị đẹp để chị có thể để ở hay là kinh doanh được. Đây là bùng binh của đại lộ Hừng Đông. Đối diện là những cái căn shop house đại lộ Hừng Đông. Được cái là đi vào các khu đô thị của Vinhome ấy, thì bảo vệ chỗ nào họ cũng nhìn. Không những chỉ bảo vệ đâu, mà rất nhiều người họ để ý chúng ta, từ bảo vệ, gọi là cái việc an toàn, an ninh cực kỳ đảm bảo, từ bảo vệ rồi phòng camera họ giám sát liên tục, nên là bất kỳ hành tung của chúng ta đi đâu thì cũng sẽ được giám sát một cách nghiêm ngặt nhất. Đó, đây là đại lộ Hừng Đông anh chị ạ. Những căn shop house 100m², 5x20. Bên phải với cái phong cách nó sẽ giống phân khu Đảo Ngọc, bên trái là phong cách Đông Dương, nó giống phân, nó thuộc phân khu Vịnh Tây và giống phân khu Thời Đại. Hai cái phong cách này nó sẽ hơi khác nhau một chút. Chúng ta nhìn trên màn hình thì anh chị cũng có thể hình dung rõ nét về hai cái loại hình sản phẩm này, mặc dù nó đều là những căn shop house 100m² đất. Đó, rất là đẹp.
và hy vọng các cái trục đường như đại lộ Hừng Đông này sau này sẽ đi xuyên qua cái dự án của Xuân Thành Len ở bên kia để kết nối ra cái đường gom của cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì nó sẽ tiện hơn. Còn thời điểm hiện tại, đại lộ Hừng Đông đến khu vực này, phía cuối của đại lộ Hừng Đông thì nó sẽ là, hiện tại nó đang là cái đường Vịnh Tây số 02. Đó, hiện tại dự án của Vin mới đến đây. Còn bên kia sẽ là cổ Xuân Thành, đi xuyên ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đó, thì trong này sẽ là khu Vịnh Tây 2 và chúng ta có khu kỹ thuật. Khu này chắc là khu nhà máy nước, khu kỹ thuật của toàn dự án đấy chị nhá. Bãi sạc điện xe VinFast. Đó, đây là Vịnh Tây số 02. Vịnh Tây cũng là một trong những cái phân khu mà anh chị cũng có thể sở hữu. Ở trong đô thị thì bản chất là nếu mà chúng ta không có cái ngành nghề gì kinh doanh cụ thể thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được các cái sản phẩm phù hợp. Còn cái trục đường nào chúng ta di chuyển ở trong khu đô thị nó cũng đi rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Và cập nhật mới nhất tới anh chị thì tất cả các sản phẩm của Vinhome Ocean Park 3 đã tăng giá 6%. Trong khi đó thì việc chủ tư họ tăng giá, họ sẽ đi kèm với các cái chính sách bán hàng mới. Đó là nếu mà anh chị hiện tại nếu mua bán các cái sản phẩm của Vinhome Ocean Park 3 thì anh chị có các cái lựa chọn như sau. Một là chúng ta thanh toán theo tiến độ sẽ được chiết khấu 5% vào giá bán. Hai là anh chị thanh toán sớm 100% số tiền của căn nhà, chúng ta sẽ được chiết khấu 10,5% vào giá bán. Ba là anh chị không thanh toán tiền mặt, không thanh toán theo tiến độ mà chúng ta muốn sử dụng cái đòn bẩy tài chính gói vay ngân hàng thì anh chị sẽ không được chiết khấu và sẽ được hỗ trợ vay với cái mức vay tối đa là 70% giá trị căn nhà và lãi suất là 0% trong thời gian 24 tháng. Một cái chính sách cực kỳ đẹp, một chính sách cực kỳ đặc biệt đến từ chủ đầu tư Vinhome. Đại lộ Hừng Đông rất là đẹp, những căn nhà nhìn rất là mới vì cũng mới sơn được cách đây khoảng hơn 2 tháng thôi. Rất là mới và còn chưa mở bán anh chị ạ. Chúng ta đi dự án thì chúng ta cứ thấy khu nào mới là chúng ta có một cái sự gì đó nó hứng thú hơn, nó cảm xúc hơn. Những căn nhà mà đã qua thời gian, qua mấy mùa mưa lũ rồi thì kiểu gì nó cũng cũ đi một chút, nó cũng không mới, nó đã gọi là có màu thời gian rồi. Nhà có Vin cứ phải mới anh chị ạ. Nên là nhiều anh chị chờ đợi những cái phân khu như là Vịnh Xanh, phân khu Ánh Dương để chúng ta mua sản phẩm, hay là phân khu Đảo Ngọc. Còn đây là đại lộ 4 mùa, đường họ mới lát lại, họ mới đổ trải nhựa lại rất là đẹp. Chỉ có chưa là chưa kẻ làn cụ thể thôi. Vinhome Ocean Park 3 đã thay đổi chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng dài hơn. Với những chính sách mà những anh chị mua đầu năm 2024 thì chúng ta chỉ được vay với hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian 12 tháng thôi. Còn nếu mà không vay thanh toán theo tiến độ hay là tiền mặt thì sẽ được chiết khấu 7 và gọi là tiến độ thì sẽ được chiết khấu 7% vào giá bán, còn thanh toán 100% giá trị căn nhà sẽ được chiết khấu 8,3% vào giá bán. So với chính sách bây giờ thì chủ tư họ chiết khấu thanh toán theo tiến độ sẽ thấp hơn. Tức là trước đây chiết khấu 7,5% còn bây giờ chỉ 7%, còn bây giờ thì chỉ có chiết khấu là 5% thôi. Còn những anh chị nào thanh toán tiền mặt ấy, thì bây giờ chiết khấu cao hơn, bây giờ chiết khấu lên đến 10,5%. Còn trước đây là thanh toán tiền mặt chiết khấu là 8,3% vào giá bán. Cái bảo lãnh ngân hàng bây giờ bỏ vì là dự án đã hoàn thiện hình thành rồi, không còn bảo lãnh ngân hàng nữa. Còn anh chị nào mà vay vốn thì sẽ được vay vốn với cái thời gian vay dài hơn. Có lẽ là cái mốc 24 tháng đủ để cho anh chị thu hồi dòng tiền, đúng không ạ? Còn nếu mà vay với 12 tháng thì cái tiến độ gần hình như là nó hơi gấp, nó sẽ phù hợp với anh chị nào thanh toán tiền mặt hơn. Từ ngày dự án Vinhome Ocean Park 3, Vinhome Ocean Park 2 hoạt động một số phân khu như Grand Gua, Katao, Venice hay là một số phân khu khác thì cư dân đã đến với khu đô thị nhiều hơn. Và hy vọng trong thời gian trong tương lai gần tới đây khoảng
2-3 tháng hay là vài năm tới đây, trong tương lai gần thôi, thì khu đô thị sẽ có cái tỷ lệ người dân về ở nhiều hơn. Hiện tại theo thống kê của em Vinh đi thực tế thì sẽ có khoảng, với Vinhome Ocean Park 2 thì sẽ có khoảng 1.500 hộ đến khoảng 1.700 hộ dân là đã về ở rồi. Còn Vinhome Ocean Park 3 thì đang bàn giao, mới bàn giao nhà thôi nên là chưa có nhiều, chưa có ai về ở. Vinhome Ocean Park 3 là chưa có ai, có ít lắm, chỉ lác đác nói chung là dưới 100 hộ thôi. Không phải chưa có ai thì không, không đúng, mà là có ít. Còn cái cư dân của Grand Gua ở phía bên phải màn hình anh chị nhìn thấy ấy, thì cái cư dân này là cư dân kinh doanh, chúng ta không không tính được. Cái cư dân ở thật khác, mà cái cư dân kinh doanh thì người ta kinh doanh dịch vụ là chính. Đó, có thể người ta ở hoặc có thể người ta không ở. Chủ yếu là có ở hoặc không ở thì mình cũng không rõ, nhưng mà ở đây là sẽ không phải là đăng ký thường trú được. Và anh chị nào quan tâm về các sản phẩm tại khu thị Vinhome Ocean Park 3 thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để cập nhật thêm các thông tin chính sách bán hàng cập nhật tại từng thời điểm mà Vinhome mở bán. Các cái sản phẩm khác nhau, giá bán khác nhau, chính sách bán hàng khác nhau. Còn về các sản phẩm thì luôn luôn có đầy đủ các loại sản phẩm để anh chị có thể lựa chọn. Từ những căn shop house để anh chị có thể kinh doanh, đến những cái căn nhà liền kề để anh chị ở. Đó, rất nhiều sản phẩm phù hợp. Và một cái điều hy vọng nữa đó là cái đường vành đai 3.5 sẽ thông xe xong trong cái tương lai gần. Hiện tại thì cái đoạn đường vành đai 3.5 này mà chạy qua Vinhome ấy, thì chủ tư họ đã làm rất đẹp, như anh chị nhìn thấy đây. Họ đã làm cảnh quan rồi, họ đã đổ đường các thứ rất là đẹp rồi. Đó. Nên là chúng ta có thể tìm được những cái sản phẩm mà nó đẹp hơn thì càng tốt, đúng không ạ? Ở đây sản phẩm rất là đẹp. Và thực ra thì phải có những chủ đầu tư lớn, mạnh tay, dám nghĩ, dám làm. Tất nhiên khi phát triển một khu đô thị hay là chúng ta làm bất kỳ một điều gì, sẽ có cái sự soi xét, cái sự phán xét từ cộng đồng. Không riêng gì các chủ đầu tư lớn đâu, kể cả chúng ta gắn về cái cá nhân chúng ta cũng thế thôi. Người khen thì ít mà người chê thì nhiều, đúng không ạ? Bao giờ cũng có hai cái luồng dư luận như vậy. Nhưng mà cái người thành công thì bao giờ người ta cũng suy nghĩ rất là tích cực. Khu đô thị họ làm đẹp, họ làm văn minh như thế này thì chúng ta sẽ về, chúng ta sinh sống. Tất nhiên là nó sẽ hơn hẳn các cái khu đất nền hay là các khu dân tự phát khác rồi. Và chúng ta về thì chúng ta, tất nhiên họ làm kinh doanh thì họ phải có lợi nhuận. Họ có lợi nhuận thì họ sẽ phải làm những căn nhà của chúng ta, hệ thống tiện ích nó đầy đủ để nó xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra. Tất nhiên là họ sẽ bán cái giá là cao hơn những, nếu mà chúng ta, anh chị mua nhà mà chúng ta tính kỹ, chúng ta tính ví dụ như xây thô khoảng 3 triệu rưỡi hay là đến 5 triệu một mét vuông xây thô, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tính cái giá đấy mà lại bảo là ông Vin này ông ấy tính đắt thì ông tính 10 triệu mét. Nhưng mà chúng ta có cái câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Anh chị mua đất nền, anh chị xây nhà, chúng ta chỉ có mua cái mảnh đất đấy không thôi. Chúng ta không mua cái hạ tầng họ làm đẹp như anh chị nhìn thấy đây, hay là các cái tiện ích xung quanh, chúng ta đâu có mua được đâu. Chúng ta chỉ có mua mỗi cái gọi là cái mảnh đất để sinh hoạt thôi chứ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang Vinhome Ocean Park 2, đúng không ạ? Với nhà phố phong cách Hàn Quốc Katao, mới khai trương ngày 26 tháng 4 anh chị ạ. Đó, đây là Katao. Đồ uống, trung tâm vui chơi để giải trí, nó cũng giống Grand Gua thôi. Nhưng mà đây cái không gian nó sẽ chill hơn một chút. Nhưng mà nó lại không xanh mát như ở bên Grand Gua. Nếu ở bên bên Venice của Grand Gua, anh chị có thể ngồi những cái quán cà phê, những quán trà sữa mặt gọi là ngắm ra cái mặt hồ, mặt sông Venice được. Thì ở bên Katao này chúng ta sẽ có các cái tuyến phố, nó cảm giác nó sẽ đông đúc hơn. Nó không có cái mảng thiên nhiên nhiều. Ví dụ như mình, cá nhân em Vinh ngồi thì cà phê thì em Vinh vẫn thích ngồi nhìn ra cái view kiểu view hồ, view nước hoặc là view cây cối xanh mát. Ở bên Katao này nó lại khác, cái không gian chill ở trong nhà nó nhiều hơn. Đó. Đây là rẽ vào đường san hô anh chị ạ. Rẽ vào đường san hô. Đường san hô cái block bên trái đây thì sẽ là bốn cái căn to nhất của phân khu Katao. Rẻ nhất là 72 tỷ.
nhà phố mang phong cách Hàn Quốc, Katao, đúng không ạ? Chủ tư họ không chỉ có phong cách Hàn Quốc đâu, họ còn có nhiều các cái phong cách khác. Họ có phong cách Hồng Kông, Little Hồng Kông họ cũng đang làm. Chúng ta sẽ đi vào đây để xem là trong này. Đây là đường phố Đông 6. Đó, cảm giác đông đúc. Ở đây ấy, nếu mà anh chị ở vào Katao, chúng ta sẽ đã phải để xe ở ngoài và chúng ta sẽ đi bộ vào trong nếu anh chị đi ô tô. Vì cái đường như anh chị nhìn thấy đây, một cái cửa, một cái căn này chỉ để được khoảng 1-2 cái xe thôi, không để được nhiều. Venice thì chủ tư họ làm hẳn cái chỗ để xe ở ngoài. Katao này cũng vậy, nhưng mà cái chỗ ở ngoài nó không được nhiều như bên Venice. Nó không được nhiều như bên Venice nên là chúng ta sẽ để xe cái trục này mặt ngoài này. Chúng ta đi bộ vào thì sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà đi xe vào trong nó ít chỗ đậu xe lắm. Đặc biệt là những cái ngày đông ấy, những ngày cuối tuần hay là những cái ngày sự kiện, ngày nghỉ lễ các thứ ấy, thì đông lắm. Nên anh chị lưu ý về cái vấn đề xe pháo. Và cái điều mà mình thấy chủ tư họ hoạt động các cái khu phố này rồi, họ nên làm những cái khu vực bãi đậu xe có quy mô một chút để khách hàng khi mà vào chơi ấy, thì họ có các cái không gian để xe, để cất xe. Bây giờ ô tô nhiều chứ xe máy, thực ra thì xe máy chỉ có dân địa phương ở gần thì họ mới đến thôi. Còn nếu như những cái dân ở các cái tỉnh khác họ sang chơi ấy, thì họ sẽ đi xe cá nhân của họ, chứ họ không có đi xe máy được, nó xa quá. Đó, đây là những cái tuyến phố mà chúng ta nhìn thấy ở trong Katao. Và anh chị quan tâm về sản phẩm nhà phố Hàn Quốc Katao này thì anh chị cũng có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Với cái sản phẩm này sẽ là sản phẩm shop house thương mại dịch vụ, pháp lý là 50 năm. Để anh chị kinh doanh theo kiểu là thay vì chúng ta thuê một cái mặt bằng 3 năm, 10 năm thì chúng ta có thể là mua một sản phẩm, đó là một cái căn shop house Katao này, gần như chúng ta thuê 50 năm, nó dài hạn hơn. Để anh chị yên tâm anh chị kinh doanh những cái mô hình kinh doanh showroom của gia đình mình. Còn anh chị nào mà tay ngang mà muốn tham gia kinh doanh thì đây là một cái mô hình để chúng ta trải nghiệm thôi. Chứ còn mình khuyến khích những anh chị mà có kinh nghiệm, và thay vì là thuê ký thuê mặt bằng 1-2 năm thì chúng ta có thể mua một cái căn shop này để chúng ta làm kinh doanh luôn, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đây cũng là Katao, nhưng cái khu phía dưới này chưa hoạt động. Đây là đường phố Đông 8, chưa hoạt động. Đối diện ở đây thì sẽ là đường san hô số 04. Chúng ta đang ở Vinhome Ocean Park 2 anh chị nhé. Không nhiều anh chị lại bảo là vẫn ở Vinhome Ocean Park 3. 2 và 3 thì nó hơi khác nhau một chút. Vinhome Ocean Park 3 sẽ có phân khu Venice, có con sông Venice, và quy mô nó nhỏ hơn Ocean Park 2. Vinhome Ocean Park 2 thì sẽ có khu phố Hàn Quốc Katao, khu Little Hồng Kông. Đó, Hồng Kông thu nhỏ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ ghé qua Little Hồng Kông, dậy sóng thị trường. Còn đây là trục đường san hô anh chị ạ. Little Hồng Kông nó là phân khu shop house thương mại dịch vụ nằm ở phân khu san hô, và nó sẽ nhìn trực diện sang khu vực hồ tạo sóng của Vinhome Ocean Park 2. Đó, chúng ta đã đến Little Hồng Kông rồi đây. Nó đối diện với khu VinWonder Hà Nội Gold Park đây. Chủ đầu tư họ đang làm. Khách hàng đến xem đây. Họ sơn cái màu đỏ chót. Nó cả một cụm này đều là Little Hồng Kông anh chị nhé, khá là rộng. Vin họ làm thì họ sẽ cho hoạt động rất là nhanh thôi, sẽ có các chính sách hỗ trợ tiền thuê miễn phí từ 18 đến 24 tháng, và sẽ đưa cái khu
shop house này sớm vào hoạt động. Những cái khu shop house thương mại dịch vụ sẽ phù hợp với anh chị nào mà cần thay vì thuê mặt bằng gọi là ký hợp đồng vài năm ấy, chúng ta có thể mua một căn nhà, chúng ta thay vì ký vài năm thì chúng ta sẽ gọi là ký luôn 50 năm. Nó là shop dạng thương mại dịch vụ 50 năm. Thì anh chị ký dài hạn để chúng ta yên tâm kinh doanh. Đúng không ạ? Dự án thì rất là rộng và nằm rải rác. Đi trong dự án này nếu anh chị mà đạp xe thì chắc là cũng rất là mệt. Nếu anh chị đi xe máy thì cũng rất là rối. Đi ô tô thì cũng vậy, nó rộng quá. Dự án lên đến gần 500 hectare của Vinhome Ocean Park 2. Vinhome Ocean Park 3 thì nhỏ hơn, gần 400 hectare thôi. Đó, chúng ta đã đến phân khu Ngọc Trai rồi đây. Một bên phải anh chị sẽ là phân khu San Ho và bên trái sẽ là Center Point. Center Point là cũng là shop house thương mại dịch vụ và đã cho thuê và đang hoạt động rồi. Còn đường chúng ta chạy là đường Đại Dương. Đó, đây là khu vực Center Point, là những cái căn shop house nó giống như San Ho đây nhưng mà cái tông màu họ làm nó đơn giản hơn. Rất nhiều các cửa hàng họ đã cho hoạt động rồi. Đó, đây. Ngày trước cho thuê mặt bằng ở đây thì giá nó cũng rất là rẻ. Đây gọi là Center Point, shop house Center Point anh chị nhé. Và anh chị quan tâm về các sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 3, Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 thì anh chị có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đây vẫn là shop house Center Point. Cái mặt đường đại lộ Ngọc Trai thì kinh doanh dễ hơn này anh chị này. Đó. Tại vì khách họ đi đường họ tạt vào, họ ăn uống sử dụng dịch vụ được rất là tiện. Chúng ta có một clip mà đi lang thang rất là dài của dự án rồi và nói thì cũng gọi là bay cổ họng rồi. Và hy vọng anh chị nào tìm mua các dự án của Vinhome, đặc biệt là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 để ở hay là đầu tư thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hy vọng sẽ lựa chọn được cho anh chị một sản phẩm phù hợp theo đúng nhu cầu và các cái tiêu chí của gia đình mình lựa chọn. Đây là Trà Là anh chị ạ. Trà Là là phân khu giá rẻ nhất. Ở đây thì sản phẩm quý mới gần như là hết hàng rồi. Chúng ta chỉ có mua lại thôi. Chính ra ở Trà Là này cũng có cái hay là nó riêng tư anh chị ạ. Đó là phân khu mở nhưng mà nó độc lập nằm một mình một chỗ nên là ít người đi lại. Và cái Trà Là này thì cũng nhiều dân ở, như anh chị nhìn thấy đây, nhiều dân họ về họ ở, họ sinh hoạt. Thứ nhất là cái sản phẩm diện tích nó rất là vừa túi tiền. Thứ hai là cái phân khu này vừa túi tiền nên là dân ở thật rất là nhiều, rất ít người đầu tư. Đó, họ về ở nó đông vui hơn các cái tuyến phố khác của dự án Vinhome Ocean Park 2. Chủ yếu là các cái gia đình trẻ. Nó kiểu dạng có một hai cháu như gia đình nhà cô này đấy. Em Vinh thì cũng cố gắng nhưng mà chưa thể nào có thể đủ tài chính để mua được một căn ở Trà Là. Khi nó rẻ thì cái tài sản của mình để cơ cấu để mua bất động sản thì nó cũng rẻ, thành ra nó không được giá. Còn lúc mà nó được giá thì cái dự án, cái Trà Là các thứ nó lại lên giá rồi. Bây giờ chuyển nhượng ở Trà Là với những căn nhỏ nhất 48m thì nó cũng phải rơi vào khoảng 5 tỷ rưỡi. Anh chị ạ, nó phải rơi vào khoảng 5 tỷ rưỡi rồi. Nên là
Nói chung là về bất động sản ở Việt Nam mình để đầu tư được rất là khó. Còn nếu anh chị đã có dòng tiền rồi thì chúng ta nên mua, ít nhất là đầu tư, không thì chúng ta mua dạng tích sản, để càng lâu thì chắc chắn là cái việc nó sinh lời nó càng lớn rồi. Tràn Lá rất là đẹp, rất là đông người ở. Chuyển nhượng tại thị trường thứ cấp thì em Vinh và đội nhóm thì cũng làm rất là sâu tại thị trường Vinhome Ocean Park 2 rồi. Về Vinhome Ocean Park 3 thì gần như là không có. Hiện tại thì theo em Vinh biết thì chưa có căn nào chuyển nhượng cả chị ạ. Thứ nhất là ngày trước bán thời đại, phân khu thời đại năm 2022 thì bị gãy sóng. Bị gãy sóng thì bây giờ mở bán lại nên các cái chủ đầu, cái chủ gọi là chủ nhà mà họ mua cái thời gian trước thì thời điểm này họ cũng chưa bán vì cái lượng căn bán chưa có nhiều. Đối diện đây là đảo Ngọc Trai, đối diện với Trà Là. Trà Là xét về vị trí thì nếu mà để ở thì rất là phù hợp anh chị nhé. Để ở cực kỳ phù hợp. Nó vừa riêng tư mà cái sản phẩm nó lại vừa túi tiền với chúng ta. Ở thì quá tuyệt vời thôi. Còn kinh doanh thì chúng ta có thể lựa chọn, nếu mà anh chị tài chính tốt thì chúng ta lựa chọn các trục đường chính. Còn nếu mà tài chính vừa phải thì anh chị có thể lựa chọn các cái sản phẩm ở các cái phân khu khác. Và anh chị nào quan tâm về các sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2, anh chị liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Về các cái sản phẩm ký mới cũng có, mà các sản phẩm chuyển nhượng cũng có. Với các sản phẩm có thể anh chị lựa chọn phù hợp theo đúng cái nhu cầu của gia đình mình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về dự án về Vinhome Ocean Park 2. Hẹn gặp lại anh chị tại dự án và tư vấn được cho anh chị một sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư mua bán những căn nhà của anh chị tại khu đô thị. Xin chào và hẹn gặp lại.